các bạn cùng với trang sản phẩm này nha. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô con hổ cái. Bây giờ mình sẽ tô bạn em. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô con bò sữa. Bây giờ mình sẽ tô bạn em. Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ tô con dê núi. Bây giờ mình sẽ tô bạn nào. Nhớ lại lên máy đi. Như vậy là sản phẩm con sen tóc của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like để đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, con ngựa của mình thì nó kết thúc rồi nha. Các bạn thì hay không hãy cho mình lời nhận xét ở bên dưới bài đăng này. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây là sản phẩm chim đến cuộc của mình. Chúng ta kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con cáo nha các bạn ơi. Các bạn cùng chờ đón xem sản phẩm này nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Mình sẽ tô màu sản phẩm cá biển tê này các bạn ơi. Và đây là sản phẩm rô con nha các bạn ơi. Các bạn cùng chờ đón xem. Xin chào các bạn, ngày nay mình đã tô xong con hổ cái rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là con bò sữa, mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là con dê núi, mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình.
mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn, ngày nay mình sẽ tô màu con nhím cute. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô con bọ cạp đen. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nha. Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ tô màu đầu bếp. Bây giờ mình sẽ tô các bạn nè. Như vậy sản phẩm tố con của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Nếu các bạn thấy nó đẹp và ý nghĩa, hãy cho mình cái like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở đây là sản phẩm cá biển cute của mình nha, cũng là kết thúc rồi. Các bạn hãy cảm nhận và sản phẩm này nha. Sản phẩm con cáo của mình nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm con rùa các bạn ạ. Các bạn cùng xem nha. Và đây là sản phẩm hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn nha. Sản phẩm chú khỉ baby các bạn. Đây là sản phẩm cá mặn các bạn ạ. Như vậy là sản phẩm mà hai ông đã tô và tô xong. Các bạn có thể các bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu bỏ cạp đen xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con nhím cute mình đã hoàn thiện xong rồi. Nếu các bạn thấy có đẹp không? Như vậy là video mình kết thúc nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Như vậy là đầu bếp mình đã tô màu xong. Như vậy là video mình kết thúc nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video.